Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả rất quen thuộc, tác giả Quang Triệu, câu chuyện Oán Thù của Oan Hồn. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cuộc đời của con người ta đôi khi như một cuốn phim dài tập vậy. Có những phân cảnh ta phải diễn, phải sống tựa như những nhân vật trong đó. Diễn đạt hay không, thành công hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng tiên quyết là phải cố gắng thích nghi và học tập rèn luyện, nếu như không muốn bị đào thải tụt hậu. Trong đó một yếu tố cũng quan trọng không kém là phải có tâm. Vẫn có câu nói sống có đức mặc sức mà ăn. Đời này chỉ nể sợ nhất những ai sống tử tế mà thôi. Còn đầu gấu đầu mèo hồ báo cáo trồn, anh tài hay có bất cứ kể những anh chị đại bàng đại bác thế nào đi chăng nữa, nếu sống mà bất nhân, nói thật những đồng đó dễ kiếm được thật, nhưng nó cũng chẳng bền. Đây là một câu chuyện có thật, chính bản thân tôi là người trong cuộc chứng kiến từ đầu đến cuối. Nó có những tình tiết khá lắt léo khổ khoằm mà chính bản thân tôi cho đến bây giờ nghĩ lại càng cảm thấy khó hiểu. Nhưng mà xưa nay mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó. Làm ăn sẽ gặp quả báo là đương nhiên, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, chẳng ai có thể sống thoát được cái quy luật này. Nhưng hãy tin tôi, có thể bạn bây giờ đang gặp khó khăn vất vả, nhưng hãy cố gắng sống tốt, sống lương thiện. Đừng vì chút lợi ích nhỏ nhặt trước mặt mà đánh mất mình, thì chắc chắn ngày bạn gặt hái được thành quả cũng đến thôi. Đừng làm việc gì trái với lương tâm để rồi sống trong ân hận dày dứt. Tiền lúc ấy cũng chẳng làm gì được đâu, tôi nói thật. Năm 2000 tôi lên Hà Nội vì biến cố gia đình cho nên tôi phải bỏ học sang giờ. Quyết định đi làm kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Lúc đó tôi mới chỉ 16, 17 tuổi mà thôi. Gọi là đi làm cho oai, chứ thực ra thì lên nhà chú dì trên mạn Hà Đông. Cuộc sống nói chung thì cũng nhàn hạ hơn so với việc bám đít con trâu đi cày ở quê. Mà quê tôi thì nó nghèo lắm, chẳng được thiên nhiên ưu đãi thuận lợi như những nơi khác. Cho nên những người thành công thường là những người con xa quê cả. Ông chú tôi thì ra ngoài lăn lộn từ nhỏ, là một tay giang hồ có số má, từng vào tù ra tội, mà một hiệu cầm đồ cho vay nặng lãi cũng gọi là khét tiếng ở mạn đó. Mà thời điểm đó thì cho vay thường là có thế chấp, tức là phải có tài sản đi kèm, ví dụ như xe máy, xe đạp, ô tô hoặc nhà đất, chứ chẳng phải là tín chấp như mấy thanh niên làm nghề bốc bắt họ như bây giờ. Tiền lãi thì cũng khá rẻ so với mặt bằng chung của thời điểm bấy giờ, tầm 2.000 trên 1 triệu một ngày, và không có lãi mẹ để lãi con cộng dồn như mấy người làm nghề tài chính khác. Công việc của tôi chính là bán nước ghi đề cho nhà chú dì, thỉnh thoảng đi chợ nấu cơm, cất và trả xe cho khách cầm. Rảnh rỗi thì đưa đón các em con của chú dì đi học. Cả hai đứa là sinh đôi đều mới 6 tuổi. Năm đó chúng nó mới vào lớp 1. Thời điểm đó khu vực Hà Đông Văn Điển chính là tuyến đường vành đai 3. Đường xá rất xấu và nguy hiểm. Tôi lại ở gần ngay đoạn Yên Xá Tân Triều, đoạn viện 103. Vì là tuyến đường huyết mạch của thủ đô, cho nên cũng toàn loại xe khủng, ba chân, bốn chân và xe đầu kéo hạng nặng. Con đường vốn đã nhỏ bé lại bị những chiếc xe lớn như vậy lưu thông với tần suất mật độ cao, cho nên tình trạng tắc đường và tai nạn xảy ra như cơm bữa. Có những vụ tai nạn cực kỳ thương tâm, nát bét. Đúng là sinh hữu ý từ bất kỳ. Nó có thể một số người chẳng tin, nhưng tận mắt tôi từng chứng kiến một vụ tai nạn kinh điển. Cũng chẳng biết nên gọi thế nào cho đúng, cứ tạm gọi là số phải chết. Hôm ấy là tầm khoảng 12 giờ đêm, tôi vẫn còn khá mệt mỏi vì cả ngày phải làm việc. Công việc tuy không nặng nề nhưng cũng liên quan đến số má tiền năm, cho nên khá đau đầu. Nửa đêm phải thức lọ mọ sổ sách. Nói nghiêm túc, tôi là một thằng cầu toàn và chỉn chu, việc nào đi việc nấy. Nếu không nghiêm túc hẳn hoi thì cũng chẳng thể sau này được chú gì tin tưởng giao cho cả một cửa hiệu cầm đồ. Chỗ ngủ của tôi chỉ là một cái thùng container dài hơn chục mét,
Đường ông chú mua lại của một chủ xe không dùng đến, kế ở ngay sát mặt đường đối diện với chủ cửa hàng chú gì. Nằm ở gần ngay con sông Tô Lịch, quanh năm nước chảy đen ngòm thối hoắc. Bên trong cũng chẳng có giường chiếu gì cả, mà chất đống xe đạp và vài chiếc xe máy. Nói đúng hơn là chả khác gì một cái ổ chuột là mấy, bụi bặm hôi hám nóng nực. Nhưng lúc đó chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể chịu đựng được. Có lẽ là khổ quen rồi sướng không có chịu được. Hoặc giả như tôi là một thằng cũng chịu khó nhẫn nại. Chứ như những người khác xuống làm việc cho chú gì tôi, chỉ được 37-21 ngày là chuẩn vội. Mặc dù lương cũng khá cao, 4 triệu một tháng cơm nuôi, là một con số rất cao so với mặt bằng chung thời điểm bấy giờ. Các bà thanh niên chẳng rõ quê ở đâu, mới ngoài tầm 20, chắc là dân tổ lái. Thế đó thì vẫn hay có những kèo đua xe của những thanh niên bất cần đời. Xe thì được độ càng khỏe càng tốt, chạy với tốc độ bàn thờ, kèm theo lạng lách đánh võng, bốc đầu, ba ti nhê, đá lửa, giống như diễn xiếc vậy, gây nên bao nỗi kinh hoàng cho người đi đường. Chiếc xe mà ba thanh niên điều khiển là Dream Chiến. Chiếc bô xe cũng được độ, cho nên từ rất xa tôi đã nghe tiếng động cơ gầm rú cực kỳ chói tai. Khi gần đến ngã tư đoạn cầu Tó, đoạn này đường hẹp, ban chiều có một vụ tai nạn khác làm cho mặt đường trơn nhẫy vì dầu xe máy tràn ra mặt đường. Thanh niên cầm lái không xử lý kịp phóng nhanh phanh gấp. Chiếc xe máy với tốc độ nhanh kinh hồn ập ra đường, theo quán tính văng đi tầm hơn mấy chục mét. Hai thanh niên ngồi sau bị văng ra khỏi xe, lăn lồng lốc vào vệ đường. Riêng thanh niên cầm lái vẫn bám chắc vào chiếc xe đó trôi đi. Từ trong thùng container tôi lờ mờ đoán được là có tai nạn, liền mở cửa chạy ra. Đúng lúc này thì mắt của tôi hoa lên. Dường như chưa kịp định hình thì vèo một tiếng, một cái gì đó sượt qua mặt tôi khiến tôi cảm thấy hơi rát. Rồi ngay lập tức lại một tiếng rầm cực lớn nữa ngay bên tai, làm cho tôi run bần bật, sợ đến vãi tè cả ra quần. Hóa ra cái mà vừa bay vèo qua mặt tôi chính là cái bánh trước của chiếc xe máy vừa gặp tai nạn. Chẳng hiểu kiểu gì mà nó lại rời được khỏi chiếc xe. Chỉ cần lệnh một chút xíu nữa thôi thì có lẽ giờ này cũng xanh cỏ lâu rồi. Dường như các cụ nhà tôi vẫn còn linh thiêng lắm. Tôi có cảm giác lúc đó có ai hoặc một thứ gì đó vừa đỡ cho mình một mạng. Chiếc xe sau đó cũng lao thẳng vào chỗ tôi ngủ, gây ra một tiếng động kinh hồn khác. Lại thêm một pha thoát chết ngoạn mục. Chỉ cần tôi mở cửa sớm hơn khoảng vài giây thì có lẽ chẳng còn viết được câu chuyện này cho các bạn nghe. Nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, tôi lại phải chứng kiến thêm một cảnh tượng mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn lấy làm khó hiểu. Có lẽ ông trời muốn bắt hai gã thanh niên vừa bị ngã ra bàn nãy. Lúc này hai tên vừa đi lên chỗ chiếc xe vừa nói: "Không sao mày thật, mau lên xem thằng kia thế nào. Quái gì mà thằng út dân tổ lái xử lý pha nãy kém quá, thế mà khoe là dân chuyên đua giải. Lúc trước đoạn trên hồ có phải mày cố tình đạp cái xe dẫn đầu vào vỉa hè không?" Cả hai tên vừa đi vừa nói chuyện. "Đúng, mày tưởng nếu không đạp nó đổ thì mình về nhất được à? Nhưng mà tao thấy có vẻ nó bị thương nặng đấy, láng phán chết bỏ mẹ. Thì đấy, tao mới sợ nên để nó đèo. Mẹ tin sư chứ từ bờ hồ về đây nó lái như cướp đường á, mấy pha suýt chết. Bây giờ thì ngon rồi, đã bảo đi chậm thôi lại còn không nghe. Mẹ kiếp nữa, lại mất toi đống tiền sửa xe. May mà không sao đấy." Nhưng mà lời vừa dứt, cả hai tên vừa đi được khoảng vài mét thì đúng lúc này một chiếc xe ba chân chở cát đêm mất lái từ phía sau thế nào lại lao thẳng vào hai gã. Một tai nạn hy hữu cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Hai tên kia có lẽ là số phải chết. Đều không kịp phản ứng thì bị chiếc xe trộm lên rồi nằm gọn dưới gầm, khiến cho cả hai nát bét. Tôi thì cách đó tầm khoảng hơn chục mét, cho nên thấy được rõ ràng mọi chuyện. Nhìn thấy vậy mặc dù sợ nhưng cũng chưa phải đến mức không biết làm gì, bởi chiếc xe này đang lao thẳng về phía của mình. Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi nhà container đó, vừa kịp lúc chiếc xe ben nặng hàng mấy chục tấn trao nghiêng rồi đổ sầm xuống một bên bẹp rúm. Chỉ trong một vài cái chớp mắt tôi đã sợ đến mức chết đi sống lại, liên tiếp gặp sự cố ngay trước mắt mà không ảnh hưởng gì.
Số của tôi có lẽ là cao cho nên hoàn toàn bình an vô sự. Ấy vậy mà trong ba tên kia thì hai tên chết ngay tại chỗ do chiếc xe ben đè bẹp. Còn thanh niên điều khiển chiếc xe máy thì cũng cực kỳ may mắn, chỉ bị xây sức nhẹ. Còn gã lái xe ben nhìn thấy mình vừa gây ra tai nạn nghiêm trọng thì vô cùng hoảng hốt rồi bỏ trốn. Phải đến sáng mới nhờ người thân dẫn ra đồn công an để trình diện. Bởi sợ bị người nhà của những thanh niên kia hành hung vì quá đau đớn vì cái chết của người thân. Vụ tai nạn kinh hoàng ấy dường như đã làm cho tôi có thay đổi về nhận thức, sinh hữu ý từ bất kỳ. Chẳng ai biết được cuộc đời mình mai sau sẽ thế nào, sống nay chết mai. Thế thì tại sao không sống tốt đi? Vẫn có câu nói đức năng thắng số, nếu gặp phải những việc không may mắn, không như ý, gặp nhiều khó khăn, thì cần phải cố gắng sống tốt vì đức độ nhất định sẽ được đền đáp để chiến thắng số phận do nghiệp tạo ra. Nếu mọi chuyện đang diễn ra tốt lành, cũng chớ vội vui mừng hay chủ quan, tự cao tự đại tạo ra nghiệp mới không tốt. Nếu con người ta biết tích đức hành thiện, biết đề cao tu tâm dưỡng tính, giữ gìn phẩm hạnh, sống bao dung độ lượng, thì có thể cải biến và thay đổi được vận mệnh đã định sẵn theo chiều hướng tích cực. Cũng giống như câu nói, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nhiều người vẫn coi thường, cố tình làm nhiều việc bạc ác, coi thường nhân quả. Nhưng họ không hề biết được rằng, sợi dây vận mệnh vòng quay luân hồi nhân quả vẫn luôn lơ lửng trên đầu của chính bản thân họ, gieo nghiệp lên con cái của họ. Đây là điều không thể biết được vì cuộc sống của chúng ta luôn thay đổi và vận mệnh ấy cũng vậy. Vận mệnh không mặc định mà luôn thay đổi theo cách sống, cách ăn ở, tu tâm tích đức. Theo quan niệm trong Phật giáo, cuộc sống vốn là một chuỗi quá trình nhân quả và bất kể giống loài nào cũng có thể thoát khỏi quy luật nhân quả, quy luật của nghiệp. Nghiệp là những hành vi tạo tác thông qua hành vi thân hành động làm việc, do khẩu nói năng giao tiếp hoặc ý nghĩ suy vọng tưởng. Do đó trong quá trình sống chúng ta vô tình hay cố ý, biết hay không biết mà tạo ra nghiệp báo thì phải chịu kết quả không tốt hay tốt cho tương lai hoặc là kiếp sau, đôi khi còn ảnh hưởng đến đời con cháu của mình. Với các lý lẽ trên, để đức năng thắng số luôn đúng thì con người sống trên đời cần phải hành thiện tích đức để mà gặm giữ hóa lành, hóa giải mọi kiếp nạn trong cuộc sống. Ngoài ra phải chăm gieo những hạt giống tốt thì mới sớm có ngày nhận được quả lành. Cũng chẳng biết có phải vì vẫn luôn tâm niệm như vậy hay không mà cuộc sống đời tôi rất hay được quý nhân phù trợ, gặp giữ hoan lành, gặp hung hóa cát. Rất nhiều lần đứng trước làn danh của sự sống và cái chết, nhưng may mắn vẫn luôn mỉm cười và mọi chuyện chỉ là mới bắt đầu. Hơn một năm sau đó, tôi được chú dì tin tưởng giao cho cả cửa hàng vì ông bà ấy chuyển sang ngành buôn bán bất động sản. Thì cũng chính vì vậy mà lên hương cuộc đời. Tiền nong lúc nào cũng tự chủ. Thời điểm đó trên người tôi lúc nào cũng là hàng hiệu, dây chuyền, đồng hồ xịn, điện thoại. Tất cả những thứ tôi dùng khi đó đều là tiền của tôi làm ra. Nhìn tôi cũng chẳng khác gì mấy thiếu gia con nhà giàu khá giả ở khu vực này. Mặc dù xuất phát điểm của tôi thua xa bọn nó. Nơi tôi ở vì là vùng ven giáp danh, đất cát lại đang rục rịch sốt giá, kèm theo các khu công nghiệp mới nổi mọc lên như nấm, cho nên tình trạng đầu gấu đầu mèo bảo kê nhiều như lá mùa thu. Các anh chị giang hồ va chạm nhau đôm đốp, những vụ thanh toán đẫm máu, những trận thương hùng nảy lửa của các tay anh chị máu mặt từ khắp nơi đổ về, khiến cho khu vực này từng là điểm nóng về đủ các tệ nạn xã hội. Nào là bảo kê chấn lột mại dâm ma túy, có liệt kê cả ngày cũng chẳng hết được. Gần cửa hàng của tôi có một quán massage có cái tên rất ấn tượng, Massage Ấn Tượng. Chủ quán là tên Khoa Mặt Dỗ, sinh năm 1973 Quý Sửu, Cẩm Tinh, Con Trâu. Có cái chay đinh nhâm quý thì tài, cái đinh nhâm quý thì hai lần đỏ. Câu nói này không hoàn toàn chính xác, nhưng Khoa Mặt Dỗ theo tôi nhận xét là có tài. Đây là một tay giang hồ có sừng sỏ, có số má, mới đi tù gần chục niên vì mấy tội danh đánh người gây thương tích và chiếm đoạt tài sản.
Có lẽ sống trong môi trường không mấy tốt đẹp và luôn có sự cạnh tranh kèn cựa của cả hai mặt đen và trắng, cho nên gã chủ quán cực kỳ gan lì và cục xúc. Nhân viên dưới tay của gã bất cứ là cô gái nào, nghe danh cũng sợ mất mật. Khoa mặt dỗ cũng thường hay sang quán cầm đồ tới quản lý ngồi uống nước, nói chuyện phiếm với nhau. Có lần anh ta kể từng va chạm bị chúng nó chém đứt gần một cánh tay trái, xiên cho mấy nhát mà không chết, còn tự chạy xe máy lên bệnh viện 103 tự cấp cứu được cho mình. Lần đó thì suýt chết nếu không chạy nhanh, chúng nó còn vác đồ vật tận cổng viện lùa anh. Nhưng cũng may anh em của anh đến kịp lúc. Tôi hỏi, tại sao anh không bỏ nghề này đi? Em thấy nó cũng bạc ác mà. Sống trên thân xác của đàn bà, em thấy nó kiểu gì ấy. Theo em, anh nên kiếm nghề khác làm anh ạ. Đoàn gã nhìn tôi một cái thật lâu. Ẩn sâu trong đôi mắt đó của tôi cảm nhận được sự lỗi đời từng trải của một gã giang hồ. Nhâm chén nước chè mặn, Khoa mặt dỗ chép miệng. Chú mày có vợ chưa? Năm nay bao tuổi? Em chưa 18. Chính xác là 17 tuổi 11 tháng 5 ngày. Thế thì biết cái gì mà nói. Đừng có lên mặt dạy đời anh mày như thế em trai. Nên nhớ anh mày ra đời trước em gần 10 năm. Lăn lộn giang hồ từ khi bằng hạt kê. Đừng có nói giọng đó với anh. Gác gần giọng làm tôi chột dạ. Bởi cũng biết tên này liều lĩnh và là hạng người khá chảy cối. Cho nên tôi cũng chỉ biết hạ giọng. Em xin lỗi, em không phải là dạy đời anh. Vì em nhìn thấy anh dạo này có vẻ như đang đuối phải không? Đuối là thua thế nào? Tò mò gác hỏi lại tôi, làm ra vẻ bí hiểm. Tôi cũng nhấp một chén nước cố tỉnh câu giờ. Không giấu gì anh, nói thật là em cũng biết ti ti về xem tướng số. Em tuy không phải là thầy thợ gì, nhưng cũng có thể xem được đấy. Nói thì nói cho oai vậy thôi, chứ thực ra tôi biết cái mẹ gì về xem bói đâu. Bởi việc này rất khó. Để xem được tướng số cho một người thì gồm rất nhiều yếu tố. Còn ăn ốc nói mò giống như mấy bà ông bà thầy bói ai chả nói được. Chẳng qua tôi vừa bị gã mắng cho nên cay cú, định bụng dọa cho gã sợ chơi. Anh ngờ nào là nói phét gặp thời. Thế là con mẹ nó, lão Khoa mặt dỗ kia giống như chết đuối vứt được cọc tre. Tôi chém gió. Có phải dạo này tiền năm của anh rất bí? Chỗ Hà ra chỗ hầm. Làm được rất nhiều tiền nhưng mà chẳng giữ được. Sao thằng em lại biết? Mặt anh kìa, trên ấn đường xám xịt, sắc diện cũng đang bị bao phủ bằng một tầng hắc khí. Anh sinh năm nào? Xòe bàn tay em xem. 1973 quý sửu. Nói rồi lão Khoa mặt dỗ cũng làm theo lời của tôi. Tôi cố tình tạo ra vẻ cao nhân đắc đạo, cầm bàn tay của gã lật lên lật xuống, nhìn vào ba đường chỉ tay rồi phán như đúng rồi. 1973 quý sửu, tuổi của anh khá vất vả đấy. Cuộc sống của người anh từ tuổi nhỏ đã gặp nhiều khó khăn gian khổ. Vì vậy anh sớm ý thức được ước mơ hoài bão của mình. Đúng nhận sai cãi cho em. Khoa mặt dỗ gật đầu như bổ củi. Có lẽ trong mắt của gã lúc này không thể tin nổi thằng như tôi lại có thể xem được bói. Điều này làm cho gã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, cũng đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc ổn định. Có điều anh sắp sửa gặp hạn nặng lắm. Trên gương mặt của anh có hắc vân bao phủ. Việc này không có đơn giản đâu. Hạn này nặng lắm, không chừng ảnh hưởng đến tính mạng chứ đùa đâu. Thực lòng thì ngày xưa tôi cũng đã rất nhiều lần đi xem bói nhưng chẳng tin. Vì ông bà thầy nào cũng chỉ nói những câu chung chung, không đi thẳng được vào vấn đề mà đại khái chỉ toàn là nói dựa. Tôi cũng biết cho nên cũng học theo và thực hiện với anh Khoa này. Việc phán anh ấy đuối không có tiền thì tôi biết, vì tôi làm cầm đồ và ghi số, thỉnh thoảng các cũng sang vay nóng, rồi lại cho nhân viên vay với lãi suất cắt cổ. Thế nhưng cũng trả tiền lãi cho tôi đầy đủ. Nếu mà gã có tiền thì việc quái gì phải sang vay tôi. Còn việc ấn đường bị mây đen che phủ thì tôi bốc phét, nhằm mục đích dọa dẫm, trả thù lúc trưng gã chửi tôi. Anh ngờ đâu lão này lại là tên mê tín, lại đi tin sái cổ. Nhìn tôi bằng một ánh mắt không tin nổi, Khoa mặt dỗ lộ rõ vẻ đăm chiêu. Không biết sao mà dạo này anh hay nằm mê vớ vẩn lắm. Mê sao anh? Anh nằm mơ thấy anh bị chết, ra ngồi chúng nó đến truy sát. Thật đấy, không đùa đâu. Anh mày xưa nay có ngại va chạm đâu. Có điều một giấc mơ cũng một nội dung lặp đi lặp lại liên tiếp cả tháng, ắt hẳn có vấn đề. Lẽ nào đó là điểm gờ báo trước.
Tôi cười thầm được đà tiếp tục bốc phét. Cái chết là lẽ đương nhiên và công bằng nhất trên đời sống này anh ạ. Ai cũng một lần được chết, thế có gì mà phải tránh né? Có hay không linh cảm của con người ta trước cái chết của mình, nhất là những cái chết rất đột ngột? Chắc chắn có, khẳng định là có. Khi con người ta sắp đối diện với một biến cố rất lớn của cuộc đời, thứ giác quan thứ sáu hay được gọi là linh tính sẽ có gì đó mách bảo làm cho người ta hoang mang, lo lắng, bồn chồn và sợ hãi. Những nỗi lo lắng ấy nó mơ hồ, người ta không thể nắm bắt, không thể hiểu được. Chính vì vậy mà người sắp chết hay nói gở, họ có những việc làm rất bất thường và kỳ lạ. Có những người không ốm đau bệnh tật, trước cái chết bất ngờ xảy ra với họ một thời gian, họ đẹp lên khỏe ra một cách rất lạ. Nhưng cũng có người họ như mất hết linh tác, thân xác vẫn vậy nhưng thần sắc khá thay đổi. Thần giao cách cảm giữa những người ruột thịt, họ thường mơ và linh cảm về điểm rất xấu. Có thể là do trước khi chết một thời gian, các tế bào sống của cơ thể người đang khỏe mạnh, nhưng sắp chết phát ra một loại sóng điện não có tần số khá lớn. Nó cộng hưởng với điện não của cơ thể những người thân thiết, có giác quan nhạy cảm, tạo nên những giấc mơ có sự trùng hợp rất lớn về cái chết sắp xảy ra. Anh cẩn thận đấy, việc này là hệ trọng lắm, không coi thường được đâu. Tôi để ý thấy anh Khoa mặt mũi lúc này đã tái mét cả đi. Ánh mắt nhìn tôi cũng không dám coi thường. Điều này làm cho tôi cười thầm trong bụng. Giang hộ gì mà lại sợ chết? Có điều bản thân tôi không hề hay biết được rằng lần nói chuyện bà Hòa bốc phét với anh qua đó cũng chính là lần cuối cùng của tôi và anh. Anh chết thật. Một cái chết cực kỳ ám ảnh và kỳ lạ. Giống như những việc ác mà trước kia anh đã làm. Có thể đây cũng là nhân quả, là nghiệp mà anh ấy gây ra cho người khác. Mãi sau này tôi mới biết, chính qua mặt dỗ này từng cưỡng ép, hãm hiếp chết mấy cô nhân viên, âu thì cũng là quả báo. Vài tháng sau, quán massage của anh Khoa tuyển thêm được mấy em nhân viên nữ. Em nào em nấy đều nước hoa thêm nước mũi, ăn mặc mát mẻ khiêu gợi cực kỳ. Thú thật cũng nhiều lần anh Khoa mời tôi xơi, thế nhưng mà tôi chê, hết sức chê. Ai đời tấm thân trong trắng ngọc ngà của tôi gìn giữ trên cõi đời suốt 18 năm, chưa từng bị vấy bẩn. Ngay cả nụ hôn đầu đời của tôi cũng chưa từng bị ai lấy đi. Lẽ nào lại bị mấy bà chị cà ve cướp mất thì còn ra cái thể thống gì nữa. Thế là tôi chê không thèm. Nhưng sống cạnh môi trường đầy rẫy những cạm bẫy bướm đêm như vậy, một chàng trai đang tuổi dậy thì như tôi, để giữ mình cũng không phải là một điều đơn giản. Anh Khoa có lẽ là dân xã hội, cướp được mấy nhân viên nữ về quán massage của mình, cho nên việc gây nên thủ oán là điều đương nhiên. Thường thì những chuyện không giải quyết được bằng lời lẽ thì giải quyết bằng nắm đấm. Mà chẳng hiểu sao dân xã hội thì họ giữ số kinh lắm. Bởi họ lo rằng khi bị xé vé lấy số thì chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh em, và cũng là tuyệt đường làm ăn trong giới. Buổi tối hôm ấy bầu trời trong xanh, những cơn gió nhẹ mang theo bụi mù cuốn bay mù mịt, muốn tắc thở vì những chiếc xe máy chạy vèo vèo. Tôi đang chuẩn bị dọn quán nước, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn mấy chị em nhân viên nữ ăn mặc kiêu gợi, gọi đòn đang ngồi tán phét gần đó, làm cho tôi cũng trộn rộn. Mùi nước hoa xông lên sực nước ngọt ngào. Thề dọn cái quán nước mà mất nửa tiếng đồng hồ, tay tôi cầm khăn lau bụi ở những chai nước ngọt, mà trong đầu cứ liên tưởng đến những chị nhân viên kia đang lau cột đèn cho khách cực kỳ kích thích. Có một cô bé nhân viên chiều hôm trước anh Khoa mới gọi về, chẳng biết quê ở đâu, xinh xắn tên là Ngân. Răng trắng nước bọt ngọt ba vòng cân đối. Thề còn xinh hơn cả Quỳnh Bấp Bênh trong phim ấy, vừa trẻ vừa đẹp. Ngày đầu tiên cô ấy đến quán nhà anh Khoa, tôi nhìn chằm chằm ấn tượng với cô gái này. Ở cô có một nét gì đó khó diễn tả được bằng lời. Cũng chẳng tuổi của tôi hoặc kém hơn 1-2 tuổi là cùng. Trong lòng nếu không phải vì biết em ấy là nhân viên massage, có lẽ tôi cũng sàng tán tỉnh. Đầu óc thầm nhủ sao mà ngon lành cành đào như vậy. Vừa trẻ vừa xinh lại chọn nghề massage tầm quất đèn mờ như vậy. Thiếu gì công việc chân chính đàng hoàng và lương thiện hơn. Sao phải làm cái nghề bán chôn nuôi miệng để nhục nhã, ê chề như vậy. Còn tôi có lẽ không ở hoàn cảnh của em, cho nên cũng chẳng biết phán xét hay đánh giá như thế nào. Chỉ thấy tiếc cho cuộc đời của em là làm một công việc này.
Tôi thực sự cảm thấy thất vọng, mất niềm tin. Nhưng nếu em cho anh cũng sẽ không từ chối đâu. Và bản thân tôi cũng không hề biết được rằng chính là cô gái Khoa Mặt Dỗ đã dùng vũ lực ép phải về quán của anh làm gái. Và cũng chính em là người khiến cho gã phải trả cái giá cực kỳ đắt bằng chính mạng sống của mình. Mà kể ra về vấn đề làm ăn, Khoa Mặt Dỗ cũng rất là lắm chiêu trò. Gã có tài thực sự. Thời điểm đó gã đã tính tới việc dùng tiền đưa cho các cô gái, nhân viên của mình tiêu, ép viết giấy nợ với lãi cắt cổ. Dùng chính những cái giấy vay tiền này làm cái bẫy để họ phải căng sức mà làm việc kiếm tiền cho gã. Số tiền mà Khoa Mặt Dỗ đưa tiền cho họ thì lãi suất cắt trực tiếp giống như bốc bát họ. Có nghĩa đưa cho những cô gái 10 triệu, họ thực cầm về được 8 triệu, còn đâu 2 triệu đó gã cắt lãi luôn. Số tiền 8 triệu kia sắp phải đóng trong vòng bao nhiêu ngày là tùy theo khả năng phục vụ khách và tần suất làm việc của những cô gái. Làm đĩ không đủ tiền phấn sáp, số tiền mà họ nhận được cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Tệ hơn nếu cô gái nào mà nhan sắc có phần xấu hơn thì để có khách cũng càng tốn kém hơn nữa. Nếu chẳng may cô gái nào chính hạn nộp tiền họ, Khoa sẽ cộng gộp tiền đó vào tiền gốc rồi lại nhân lãi lên. Cứ như vậy tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, khiến cho những cô gái không thể nào thoát được ra khỏi tay của gã. Chưa kể đến gã cũng là một tên bảo kê có số má. Thời điểm đó khu vực này cũng có nhiều công trường đang xây dựng, lại có nhiều bệnh viện vỉa hè rất nhiều. Gã cho đàn em căng dây thu tiền trông xe. Cũng chẳng rõ ràng những việc gã làm bao nhiêu năm có cơ quan công an nào biết hay không. Thế nhưng đó là việc khác. Có thể do Khoa Mặt Dỗ khôn khéo quan hệ cho nên người ta nhắm mắt bỏ qua mà nhìn cho gã làm ăn. Chỉ có điều là tên này là dân chơi, kiếm tiền được thì tiêu tiền lắm, nuôi đàn em, ba sản các kiểu, cho nên cũng chẳng để ra được bao nhiêu. Thêm vào đó là gã cũng lao vào mấy trò đỏ đen như là lô đề, sóc đĩa, cho nên tiền lúc nào cũng thích kẹt. Thỉnh thoảng vẫn ra cửa hàng của tôi vay lãi nóng. Nhưng cũng nhờ uy tín của ông chú tôi mà Khoa Mặt Dỗ này chưa từng bùng chạc, chạy bữa với tôi bao giờ cả. Những nhân viên nữ ở quán của gã có ý định bỏ trốn, Khoa Mặt Dỗ mà biết được chắc chắn sẽ cho cô ấy phải hối hận với những hình thức tra tấn dã man còn hơn cả thời Trung Cổ. Chính vì vậy mà cái biệt danh Khoa Mặt Dỗ là nỗi khiếp sợ cho những cô gái bán hoa quanh khu vực. Kể cả là gái hết đát đứng đường, vì là gần công trường xây dựng, đại đa số là nam giới. Cảnh xa vợ thì thiếu thốn, cho nên việc đi tìm gái đứng tường giải quyết tẩu nhanh cũng là điều dễ hiểu. Cả vốn là dân kinh doanh cho nên lắm chiêu trò, biển hiệu cũng kích thích sự tò mò khơi gợi. Nào là xúc bình xăng con lau cột đèn, phá muội buji thắp sáng trong tôi. Mà nhắc đến thắp sáng trong tôi bị lừa một lần cho nên tôi biết. Kể ra thì nhục cho nên tôi cũng không kể mà giữ lại cho riêng mình. Em ơi, bao tiền đi không? Đang lúi húi dọn quán chuẩn bị nghỉ thì tôi bỗng nghe thấy có tiếng gọi giật giọng ở phía trước. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một gã đàn ông ăn mặc phong độ lắm, đang ngồi trên một chiếc xe phân khối lớn đổ gầm gừ chờ sẵn. Ban đầu tôi nghĩ là ông ta gọi mấy em nhân viên của quán anh Khoa cho nên không có để ý. Bất chợt có một vật gì đó ném về phía tôi rồi kèm theo tiếng gọi. Em ơi, điếc hả? Đi không? Xanh gọi không có trả lời. Tôi nghĩ bụng lại gà mố rồi ôi. Cũng phải nói thêm rằng thời điểm ấy, tôi gây tóc dài, nhìn cũng khá là giống con gái. Mình hạc xương mai nhưng mà là cú có gai chính hiệu. Có điều mái tóc dài thì đó đang là mốt cho nên tôi cũng chẳng cắt. Ngẩng mặt lên tôi hỏi người đàn ông. Anh gọi em hả? Đi đâu anh? Ơ mẹ, con trai à? Tưởng con gái đi với anh. Anh chả năm lốp. Cắt cái tóc đi, mày không sợ canh hiếp dâm hả? Sợ gì? Tôi định trả lời thì bỗng nhiên có tiếng nói từ đằng sau. Có đi anh ơi. Quay mặt lại thì thấy chị Hoa Hồng Thắm, nghệ danh của chị là vậy. Trên tên thần thì tôi biết quái gì đâu. Đây là khách ruột quán trà đá của tôi. Ơ chị Hoa, chị định đi đâu? Sao lại đi với người ta không sợ à? Tôi giả bộ ngây thơ hỏi, nhưng thật lòng thừa biết là đi đâu. Làm gái thì phải cần khách là điều đương nhiên, có cầu ắt sẽ có cung. Chị đi kiếm tiền,
trả tiền đánh đề cho mày đó, mai chị trả xong phẳng. Thật lòng chị Hoa này cũng hơi già, nhan sắc chỉ tầm trung bình khá, nhưng được cái khoản ăn nói và ngực rất to, cho nên tôi cũng hay tiếp chuyện. Dứt lời khi đi ra về phía xe máy của người đàn ông, nhìn hai quả mông căng lên hình chữ V đánh tành thách làm cho tôi trộn rộn. Cảm ngực to muốn lồi cả ra ngoài, có cảm giác muốn thắt thở. Mùi nước hoa sực nức khiến tôi không khỏi ngẩn ngơ tự hỏi. Đàn bà là cái gì sao lại có sức hút thế nhỉ? Tôi nhìn theo chị Hoa, chị mặc một chiếc quần jean ngồi vắt chéo hướng về phía tôi, để lộ ra một mảng hồng phấn giữa hai chân. Ngại ngùng cố gắng mở to mắt nhìn thật kỹ. Hôm nay chị Hoa có một thứ đặc biệt khác mọi hôm. Slip hầm. Nay màu hồng có cả hình màu Hello Kitty. Chị Hoa cute ghê quá. Điều này làm cho tôi bần thần. Vẫn là hai núm nho thâm, vẫn y xì hệt cái quần chip xinh. Nay không dối lòng thì là vì ở sát vách với quán massage của khoa mặt dỗ, hai nhà cách nhau chỉ đúng một bức vách tôn. Tôi cố tình đục cho mình một cái lỗ bằng ngón tay xuyên thủng vách tôn, sau đó khéo léo che lại bằng một mảnh tôn khác để thỉnh thoảng ngứa mắt nhòm sang. Kể ra thì cũng khá là biến thái, thế nhưng cũng chẳng trách được. Thanh niên mới lớn, ai chả thế, chẳng ai là không tò mò về giới tính cả. Những bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi xem trực tiếp, diễn viên là những vị khách đến quán massage. Có điều ở đây khoa mặt dỗ không cho nhân viên tiếp khách trực tiếp tại chỗ, mà nếu ai có nhu cầu phải đi nhà nghỉ. Lợi nhuận từ việc này là giữa khoa mặt dỗ và nhân viên chia đôi. Nhìn chị Hoa Hồng thắm man mằng hướng hình như vậy, tôi tuy có ngại ngùng thật, nhưng cũng thật diệu kỳ. Có người ta thường hay thèm muốn khao khát những gì mình không có, không thuộc về mình. Tôi nhìn chằm chằm vào cái quần màu hồng rồi cũng không quên nhắc nhở. Khép cái chân vào chị, lạnh phải chú ý giữ gìn chứ. Cơ mà chả biết chị có nghe thấy không, chỉ thấy chị ngoái đầu nhìn tôi đã lông nhau một cái để ý vị. Sự chị ngồi ôm chặt lấy người đàn ông lạ mặt giống như một cặp nhân tình. Đúng là cuộc đời ăn ở bất công, cả hai bình sữa đứa không bình nào. Từ lúc bấy giờ lại đâm ra cáu bẩn, liền bật một chai sữa đậu nành ra uống sạch một hơi. Chẳng hiểu sao mình lại như vậy. Tôi nhìn chị Hoa Hồng thắm đi mất dạng mà trong lòng cảm thấy buồn buồn, cảm thương cho số phận những con người. Cũng là con người mà sao lại khổ vậy chứ. Nói về hoàn cảnh của chị Hoa Hồng thắm thì bi đát lắm. Chị kể với tôi trong những buổi trưa vắng khách, tôi bán nước còn chị ngồi nhắm hướng dương, nhổ nhổ phì phì, vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế gỗ đối diện. Nói thật là lòng của tôi vẫn hay nhìn trộm chị Hoa, bởi vì chị cực to lắm. Thời đó chưa có phẫu thuật thẩm mỹ bơm ngực độn mông như bây giờ. Chị từng bảo tôi, hàng họ của chị mày là đẹp nhất trong đám nhân viên ở đây. Nào mày sờ thử không, chị cho. Riêng ai chứ mày là chỗ quen biết, lúc nào rảnh chị cũng cho mày sờ thử không tính tiền. Cứ cảm nhận sự đàn hồi này. Vừa nói chị vừa khung khung bản thân lên ngực của mình giống như khiêu khích vậy. Điều này làm cho bộ miệng của tôi khô khốc đắng ngắt. Tôi chả biết diễn tả cái cảm giác lúc đó như thế nào. Tim bất giác đập mạnh hơn, hơi thở dồn dập hơn mà mặt đỏ lửng. Kể cũng phải thôi, một thằng nhóc mới lớn tăng tuổi dậy thì lại ở cạnh những chị nhân viên massage, thì tránh thế nào được những câu bông đùa trêu chọc. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, tỏ ra ngại ngùng nhưng trong bụng thì sung sướng. Có điều là ước mơ sờ ngực của chị Hoa Hồng thắm chưa thành hiện thực, thì chị Hoa lại bị công an bắt đưa đi trại phục hồi nhân phẩm. Trong một đợt ra quân truy quét tệ nạn, mãi sau này tin chị Hoa chết vì lây bệnh xã hội. Tiếc thực sự. Chị từng hỏi tôi, em có tin trên đời này có luật nhân quả không? Trong đầu của tôi chưa kịp nhảy số, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị lại tiếp. Qua có một thằng khách nó vào gọi chị phục vụ. Cây lùm mía nó chứ, sai nên súng ống của cái thằng này nó quằn tà là vằn. Chị hay mãi không quên lên nổi, mà cái thằng khách này nó còn chửi chị như hắt hay. Nghe vậy tôi buồn cười lắm, thế nhưng cũng chẳng dám nói gì vì chẳng phải chuyên môn của mình, cho nên cũng không dám tham gia góp ý. Trả bù cho tôi mỗi lần trông thấy chị là tôi lại chào cờ. Nó say quá, nó nói nhiều lắm. Chị mày thì vốn đầy kinh nghiệm, cho nên cũng thường xuyên nịnh bợ chúng.
Mục đích cũng chỉ là để khách phỏi tiền ra thôi. Chứ nói thật là đôi tay của chị phải cầm đến hàng ngàn vạn thứ đồ chơi ấy. Nếu mà có tính kỹ khéo, đồ chơi ấy của đàn ông phải xếp được một thùng container đấy. Tôi liền bật cười, chị lại tiếp. Thằng khách ấy nó hãm kinh khủng, đồ chơi bé tí mà lại nói nhiều lắm. Nghĩ ngợi một lúc, chị Hoa lại bảo, có lẽ thằng đấy nó là nhạc sĩ sao đó, nó làm nhảm mãi mày ạ. Sao hả chị? Sao chị biết anh ta làm nhạc sĩ? Tôi buồn cười nhưng vẫn giả bộ nghiêm nét mặt hỏi. Chị Hoa hồng thắm, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư, khó hiểu nhìn tôi đáp. Thằng ấy nó cứ nói làm nhảm. Lan ơi, sao em lại bỏ anh? Anh yêu em mấy năm đại học, đầu tư cho em tiền đi học nhạc viện. Em biết chơi guitar, organ, đàn tranh, đàn bầu. Sao có môn thổi kèn mà em không chịu thổi cho anh? Em không thổi, anh cho người khác thổi. Em sắp phải hối hận. Lan ơi là Lan. Tôi cười như là nấc nè. Chị Hoa này đúng là hài hước và có khiếu ăn nói vô cùng. Bảo sao mà tuy già đã sắp hết tát, ấy vậy mà lượng khách mà chị tiếp vẫn luôn nhiều nhất ở đây. Phải nói là đất xô nhất trong số nhân viên quán massage của khoa mặt dỗ. Thế thì liên quan gì đến quận nhân quả đây hả chị? Em thấy chả liên quan gì. Sao không chứ? Mày để im để chị nói hết. Cứ nhảy vào mồm chị thôi mà. Chị lườm tôi ánh mắt cười như không biết tôi để ý vị. Thế quái nào lúc này nhìn đôi môi của chị lại thấy rất xinh và quyến rũ kỳ lạ. Vừa nói chị vừa đưa tay lên ngực xốc lại chiếc áo cóc xê rồi bảo. Thật kia nó say cho nên chị không chấp. Vẫn hăng say đùng đùng mọi cách giúp. Thế quái nào mà vẫn chẳng ngóc đầu lên được. Mày bảo thì chị có điên không chứ? Sao như nào chị? Tôi liền tò mò hỏi tiếp. Chắc là chị dùng bàn tay lâu quá cho nên nó đau. Nó bắt chị dùng miệng. Mà mẹ sư nó chứ đàn ông đàn an gì bẩn thỉu như xanh đó. Nó đến mấy tờ giấy ướt mà vẫn còn đầy ghét tổ sư bố nhà nó. Bảo sao mà con người yêu chẳng bao giờ thổi kèn cho. Thế mà còn bày đặt hãm thật đấy. Vừa nói chị Hoa Hồng lấy ra điếu thuốc. Rồi cắm đầu lọc vào chất nước chè. Thời bọt rất chuyên nghiệp rồi tiếp tục kể. Chị mày mới bảo là anh ơi nhanh lên không em hít ca. Anh muốn em phục vụ tận tình thể bo thêm cho em đấy. Sao của anh hôi vậy chứ, thỉnh thoảng về tắm rửa tỉa lông đi chứ rậm rạp quá. Nó làm cho anh thấy khó chịu đấy, em cũng cảm thấy mất hứng. Vừa nói chị Hoa vừa lấy tay miêu tả lại cực kỳ sinh động, trực quan, làm cho tôi không khỏi có những suy nghĩ linh tinh. Mày biết không, cái thằng khách cố nạn của chị nó liền mắng chị. Hôi gì mà hôi, chị của tao hôi ấy, tao không trả tiền. Mà mày có thổi kèn không? Không thổi tao không trả tiền đâu. Còn mẹ nó chứ, chị điên lắm. Khách thì cũng dăm bảy loại khách. Nhưng mà thể loại này chị mày chưa gặp bao giờ. Yên máu chị mày túm chặt cái bộ ấm chén của nó nghiến trăng rồi bảo. Định chơi quyền anh trai. Dám làm dám chịu, dám chơi dám chịu nha. Nếu không trả tiền xác định để đều lại đồ chơi ở đây. Vào rồi mà định giờ cho hả? Nên nhớ đây là dịch vụ, quán này là chỗ anh khoa mặt dỗ đó. Bảo kê luật lá hết. Mày có tin là mày bị đánh chết ở đây không? Vẻ mặt của chị Hoa lúc này đỏ lựng cả lên. Có vẻ như hãy còn bức xúc nhìn tôi rồi nói tiếp. Cái thằng khách nó đau quá, nó kêu như gà cắt tiết ấy, rồi nó làm lên. Câu may bên ngoài có mấy thằng trẻ nó lao vào. Ta không can thì chúng nó đập chết cái thằng khách kia. Mẹ tiên sư nó hãm thật. Tôi giật mình làm nghề này sinh nghề tử nghiệp. Cứ tưởng sướng nhưng hóa ra nghề nào cũng có nỗi khổ riêng. Bằng chứng là chị vừa kể ra đấy thôi. Thế nhân quả trong chuyện vừa kể là gì? Tôi bĩu môi cất tiếng hỏi chị giọng tưng tửng. Thì cái thằng khách kia nó định ăn quỵt thì bị ăn đòn thế thôi. Thế hóa ra nãy giờ chị đùa em mà. Tôi mới bảo chị Hoa Hầm. Chị vẫn đợi em 10 điểm lô nha, với lại 100 ngàn tiền đề đó. Liệu thanh toán đi, lườn lẹo. Chị mày gieo nhân đây, muốn hái quả thì tối sang gặp chị. Cho chịu tiền nước với đi hướng dương hôm nay nhé. À, mới có con bé nhân viên mới sinh cực đó. Mày thích không, chị dẫn sang. Vừa nói chị vừa liếc mắt đưa tỉnh đong đưa tôi. Còn đã lồng nhèo một cách đầy ý vị. Chị mày tuy không xinh bằng nó, thế nhưng mà hàng họ còn ngon lắm đấy. Nào, cậu muốn nếm thử chị cho. Cái lùm mía đúng là đừng nghe cà phê kể chuyện, chứ nghe ông nghiện trình bày. Vì vòng đi vòng lại hóa ra vẫn có ý muốn mời tôi chén. Chắc là thấy tôi ngon đòn. Thì không bốc phét thời điểm đó thì cũng ngon trai lắm chứ đâu phải như bây giờ. Bây giờ vẫn còn ngon nhưng mà bớt hơn nhiều. Chả đùa đâu, thật đấy. Tôi liền ấp úng ái ngại, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi hoa của chị. Chế độ thế nhưng mà công nhận là to và tròn thật. Chắc phải cỡ 20 chứ chẳng phải thường.
Nhưng trong đầu thì lại liên tưởng đến cô bé nhân viên mới về quán. Mà cũng chẳng hiểu vì sao từ hôm về chẳng thấy xuất hiện, hay là bị đám ma cô làm việc cho anh Khoa mặt dỗ cái đánh. Tôi mới tò mò hỏi: thế cô bé kia quê ở đâu hả chị? Sao từ hôm về quán mà cứ im ỉm không thấy xuất hiện? Hay là mấy chuyển chỗ? Bởi tôi biết nghề này của chị Hoa liên tục phải di chuyển đổi địa bàn, có thể gọi là đánh cháo khái niệm, giống như kiểu cũ người mới ta. Và bất kể một quán nào cũng có hai cô gái rất xinh đứng ra làm chim mồi. Có thể đó là chiêu trò của mấy tay chủ quán. Bởi quán có nhân viên xinh đẹp chiều khách thì mới có nhiều khách hàng. Mà khi đã có khách hàng rồi thì mới có tiền, điều này là đương nhiên. Ban đầu tôi cũng chẳng rõ ràng mấy, nhưng mà điều này đều là do các chị nhân viên trong những lần nói chuyện với tôi mà biết được. Tao chịu thôi, hàng mới về đứa nào không chịu tiếp khách, lúc nào chẳng bị lão Khoa khốn nạn khi nhốt vào hầm, bỏ cho đói khát đến khi không chịu được phải cầu cứu. Cái lúc bấy giờ đứa nào chẳng phải ngoan như cún, chị Mạnh đã từng rồi. Gương mặt của chị Hoa lộ rõ về thù hằn, hướng về phía quán như là sợ hãi điều gì đó. Lúc này linh cảm của tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn có thể xảy ra. Bởi vì tôi rất ấn tượng với cô gái ấy. Ngày đầu tiên nhìn thấy đã có cảm giác giống như bị ép buộc về đây vậy. Còn lý do nữa là cô gái này quá xinh đẹp, làm cho tôi chẳng khỏi ngẩn ngơ. Này bé thôi, mẹ tin sư mày, để anh Khoa mà nghe thế là hít hơi đấy. Cái thằng cha này nó độc ác lắm. Mẹ các loại đàn ông gì khốn nạn và rẻ rách lắm đấy. Có nói cả ngày cũng chẳng hết đâu. Sao à? Tôi ngạc nhiên khi lần đầu tiên chị Hoa nói xấu tên Khoa mặt dỗ. Bởi vì trước mặt anh Khoa thì chị Hoa này luôn ton hót nịnh nọt các kiểu. Ấy vậy mà bây giờ lại lộ ra vẻ hằn học khó chịu. Thôi bây giờ chị vào tiếp khách cái đã. Mày chú ý giữ gìn mồm miệng đấy nha, đừng có ton hót chị anh Khoa không để chết chị mày đấy. À, có thể là đợt này chị sẽ đi nơi khác, chị sẽ nhớ em lắm đấy. Chỉ có mày là đứa chị có thể tâm sự thật lòng và không có ý coi thường chị. Bởi vì chẳng ai muốn làm cái nghề màn hạng này đâu, bị cả xã hội nó coi thường mà. Chẳng hiểu sao khi nghe chị Hoa nói vậy, tôi lại có một cảm giác hơi buồn. Chẳng biết mọi người nghĩ sao, còn với tôi cũng chẳng quá quan trọng. Xã hội này nó khù khoằm lắm, có những việc mà làm càng ngày bản thân ta chẳng thể cưỡng cầu lại được, vì hoàn cảnh xô đẩy, vì cuộc sống nghiệt ngã phải mưu sinh. Như chị Hoa và một số người từng làm nhân viên của quán chỗ Khoa mặt dỗ, tôi thì cũng chẳng tán đồng hay cổ suý. Nhưng bản thân tôi cũng gọi là người va chạm, lăn lộn bươn chải ngoài đời từ nhỏ, tiếp xúc với đủ hạng người, xấu có, tốt có, cho nên cũng tạm gọi có con mắt nhìn người khá tốt. Có những người bên ngoài luôn tỏ ra tốt bụng nhân hậu, lời nói ngon ngọt, trước mặt bạn thì những lời đường mật, nhưng thực sự lại vô cùng tâm cơ. Chỉ chờ cho bạn ngã ngựa là dúi cho bạn thêm một nhát dao chí mạng. Thế vậy nhưng mà nhiều khi không phải như vậy. Có những gia đình vợ chồng cực kỳ hạnh phúc, trước mặt nhau vẫn luôn có những cử chỉ yêu thương nảy nọ. Nhưng ai biết được ông ăn trà bà ăn nem đầy mồm bên ngoài, ai biết đâu đó là đâu. Tất nhiên quan điểm của mỗi người khác nhau, ai thanh cao hãy cứ thanh cao, nhưng cũng đừng quá coi thường người khác. Ai tốt với mình thì mình tốt lại, chẳng quan tâm tới xuất thân và công việc. Với tôi thì Ca Ve cũng là một con người. Đặc biệt tôi vẫn cực kỳ ấn tượng với chị Hoa Hồng Thắm vì rất là quân tử. Bởi chưa lần nào chị cố ý định quỳ tiền và muốn bùng. Cứ có tiền là trả tôi sòng phẳng. Chị từng bảo coi tôi như một đứa em trai mà thôi. Nói mạnh miệng vậy thôi chứ non như em chị mày chẳng thèm. Và lại chị cũng biết thân biết phận, cũng không ít lần nói với tôi phải sống tốt, đừng quá ham hố và tệ nạn như ma túy cờ bạc, mặc dù tôi là một đứa ghi đề. Chị bảo: chú gì mày nói với anh Khoa là cấm các chị rủ dê mày đó, đưa mày vào đời biết mày sang quán ông ấy lại chửi bọn tao. Ồ, hóa ra là như vậy. Tôi cũng không lạ gì, chăng chú gì sợ tôi hay nói chuyện với mấy chị nên bị dụ, cho nên nhờ anh Khoa. Bảo sao mà bà gì dạo này hay bóng gió, cẩn thận không là mấy con bé nó lừa đấy. Hoặc là đừng có mà vớ vẩn xí sớn nha, dì mách bố mẹ mày đấy, tí tuổi đầu đừng để đưa vào đời. Đấy, cái gương nó trước mặt đó, bị gái nó lừa nó chài cho phải theo nó đấy, liệu hồn. Kể ra thì cũng cay, toàn cam bưởi nần nẫn phô ra trước mặt mà không được ăn thì cũng chán. Toàn phải nhòm chồm qua cái lỗ của cái vách tôn.
Nhưng cũng chính cái lỗ này đã cho tôi biết được một sự thật kinh hoàng. Những điều mà chị Hoa nói về khoa mặt dỗ kia là sự thật, và linh cảm về cô gái kia đã trở thành một nỗi ám ảnh cho đến tận bây giờ. Nửa đêm một ngày mùa hè nóng nực, cũng gần với dưới ánh trăng sáng vằng vặc chiếu hắt qua tấm song sắt cửa sổ, tôi đang nằm trên gác thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động rất lớn bên quán nhà anh Khoa. Rồi có những tiếng động như ai đó chặn xuống kình kịch, tiếng động cực kỳ lớn. Ban đầu tôi tưởng là ăn trộm cho nên ngồi bật dậy, lò dò ra chỗ cầu thang ngồi im trong bóng tối nghe ngóng quan sát. Tiếng động này không phải là trộm mà là phát ra từ phía quán massage của nhà anh Khoa. Lúc này tôi cũng đoán cũng phải tầm ngoài 12 giờ đêm, trời mùa hè nóng nực toát hết mồ hôi cho nên cũng khó ngủ. Lập tức tôi tò mò nhìn qua cái lỗ thông sang quán massage. Thói quen giống như mọi hôm, bởi nói thật là cũng thấy nhớ. Vì cái lỗ này tôi thiết kế bí mật và cực kỳ khéo léo, nhìn bằng mắt thường chẳng ai có thể phát hiện ra được, lại còn che lại được bằng một bức tranh. Mỗi khi tôi dòm sang quán thì chỉ việc nhấc bức tranh qua một bên thì có thể quan sát được tất tần tật mọi thứ bên nhà anh Khoa, theo hồ mà xem phim miễn phí. Tôi không hiểu sao mà anh Khoa mặt dỗ mấy hôm nay không thấy mở quán. Bữa trưa có nói với tôi dạo này bị công an nhắc nhở nhiều cho nên đóng cửa. Lúc này nhòm qua cái lỗ đó cũng chỉ là thói quen mà thôi. Từ bên này tôi có thể nhìn thấy phía bên trong căn phòng có 4-5 chiếc giường đơn bằng sắt. Bên trên được trải ga trắng muốt và che lại bằng những tấm rèm tối màu. Chính trên những cái giường kia tôi cũng thấy được đầy người khách, già có trẻ có, đủ hạng người. Tuy bên ngoài đạo mạo ăn mặc chỉnh tề, nhưng khi được mấy chị nhân viên kia thư giãn, lột trần thì ai cũng như ai. Thành cao cái gì, yêu thương vợ con cái gì đều là giả tạo hết mà thôi. Cái tiếng ếch nhái cháo chuồng kêu lên văng vẳng từ cánh đồng phía sau quán cầm đồ mà tôi đang làm việc. Khu vực này thì một dãy khoảng mấy chục cái cửa hàng nằm sát với mặt đường 70. Phía sau thì nhà ai cũng đổ bê tông lấn ra mặt sông. Bên trên thì bắn chuồng cọp bằng sắt để làm chỗ phơi phong quần áo và tận dụng những chứa đồ lặt vặt. Ông chú tôi thì ngày trước cũng là dân xã hội, giao lưu cũng rộng cho nên thiết kế một bộ bàn ghế bằng đá, thi thoảng mời mọi người tới đây ăn nhậu và chơi cờ. Nay bàn giao tất cả lại cho tôi, vì vợ chồng chú gì bây giờ lên phố sinh sống, chỉ thỉnh thoảng tiện gá vào mỗi cuối tuần về kiểm tra và lấy tiền mà thôi. Cửa hàng giờ còn một mình tôi, nói thật là vắng chủ nhà gà mọc niêu tôm. Tôi sướng chẳng khác gì một ông vua con trong cái ao tù, muốn làm gì thì làm chẳng ai quan tâm. Lúc đầu tôi nhòm qua cái lỗ vào bên trong chẳng hề thấy bóng dáng của ai. Mấy chị nhân viên của quán chắc cũng là tới địa bàn khác. Vì mấy hôm trước anh Khoa có nói quán sẽ nghỉ vài hôm, cửa chính bên ngoài cũng khóa. Nhưng mà điều kỳ quái lúc mà tôi nhòm qua cái lỗ vách tôn nhìn sang, bên trong này phòng vẫn còn đang bật điện. Cái bóng neon màu đỏ lờ mờ hắt vào những tấm rèm huyền ảo. Đây là thứ ánh sáng đặc trưng của những quán cà phê đèn mờ. Đập vào mắt của tôi là một hình ảnh vô cùng kinh dị, phải nói là đáng sợ, vô cùng ám ảnh. Suýt nữa tôi hét toáng lên vì ngất đi vì giật mình. Một người đàn ông trên người không có lấy một mảnh vải che thân đang lúi húi chặt từng nhát dao xuống, giống như đang chặt thịt lợn vậy. Tiếng động kình kịch là do người này đang gây ra. Tôi chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đúng lúc này anh ta đứng dậy, bê lấy một cái chậu đi vào trong nhà vệ sinh. Về cái lỗ kia nó hơi nhỏ, tôi phải dí sát mắt vào nhòm, cố gắng điều khiển ánh mắt nhìn xem đó là ai. Bóng dáng của người này khá giống với Khoa mặt dỗ. Quái lạ, mấy hôm trước Khoa bảo là đóng cửa mấy hôm, lẽ nào mà đóng cửa ở trong nhà hay sao? Nhưng khi anh ta vừa đi khỏi, đập vào mắt của tôi là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, hay nói đúng hơn là cực kỳ kinh khủng. Tôi trông thấy ở vị trí chỗ anh ta vừa ngồi xuống lúi húi bàn nãy, chính xác là một thân hình của một cô gái bị cắt ra thành từng phần. Cái đầu bị cắt rời ra, hai mắt nhắm chặt tái nhợt, mái tóc cũng bị máu làm cho bít lại. Trên gương mặt này cũng tràn đầy những vết bầm tím sưng húp. Có lẽ trước khi chết cô gái này đã bị tra tấn đánh đập rất ác liệt. Nhìn kỹ lại cái đầu, cả người tôi như bị dính một luồng điện làm cho tê cứng. Đây chính là cô gái xinh đẹp mà tôi cảm thấy rất ấn tượng.
Tại tại sao anh Khoa, gã ta lại có thể? Mọi suy nghĩ của tôi lúc này giống như bị đóng băng, nhìn chân chân cái đầu giống như bị thôi miên, liếc mắt sang nhìn bên cạnh. Chỉ thấy thân mình lõa thể cô ấy máu vẫn chảy ra từ cổ. Cảnh tượng này còn kinh khủng hơn cả những bộ phim kinh dị, không còn từ nào có thể diễn tả được. Tôi hoàn toàn chết lặng. Nhưng kẻ nào đã ra tay, lẽ nào là Khoa mặt dỗ chủ quán? Cố gắng giữ bình tĩnh bởi thực sự tôi đã sợ lắm, chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác lúc này. Thử tưởng tượng mắt của bạn trông thích trực tiếp một tên sát nhân đang những con hành động chặt xác người thành từng mảnh nhỏ. Có lẽ chẳng có bất cứ một kẻ nào lại có thể bình tĩnh nổi. Nó là một chuyện kinh khủng đến tột cùng. Tôi là một đứa bạo dạn, nhìn thấy người chết vì tai nạn giao thông cũng rất nhiều. Nhưng cảnh tượng này vẫn không khỏi sợ đến mức vãi cả đái ra quần. Còn mấy chục phút sau, tên sát nhân từ nhà vệ sinh đi ra, trên tay vẫn là cái chậu nước có dính máu đỏ. Lần này tôi đã nhìn thấy chính xác được gương mặt của hắn. Đôi mắt tam giác đờ đẫn, để những tia máu giống như nhiều đêm mất ngủ. Môi mỏng dính thâm sì tái nhợt, gương mặt rỗ chẳng rỗ chịt và cái đầu chọc hiếu. Đó chính là Khoa Mặt Dỗ. Tôi bàng hoàng không thể tin nổi việc này là sự thật. Tôi cố gắng nín thở không dám thở mạnh, sợ gây ra tiếng động, bởi việc này nó rất nguy hiểm. Nhưng cũng rất tò mò, không muốn xem gã làm gì tiếp theo. Gã bắt đầu cúi xuống vuốt về cái xác chết kia một lần nữa, gương mặt không chút cảm xúc, sau đó lạnh lùng giơ cánh tay của cô gái lên. Nhát dao sắc lẹm hạ xuống cả cánh tay đứt rời, lần lượt từng bộ phận gã chặt ra, nhét vào từng túi ni lông màu đen. Sau khi đã làm xong xuôi mọi việc, gã đứng lên nhìn kỹ căn phòng này một lần nữa, như thể đang kiểm tra lại xem còn dấu vết gì không. Lúc này gã nhìn về tấm tôn mà tôi đang quan sát, tôi giật mình, có cảm giác lạnh hết cả sống lưng. Bởi lúc này Khoa Mặt Dỗ còn kinh khủng hơn gấp vạn lần những tên đầu gấu đầu mèo giang hồ mà tôi từng biết. Một tên sát nhân máu lạnh đến tột cùng. Câu may là Khoa Mặt Dỗ không hề phát hiện ra tôi đang theo dõi, chứng kiến từ đầu đến cuối xong xuôi đâu đấy. Một lúc sau gã nằm lăn ra cái giường ngủ ngon lành, coi như không hề có chuyện gì, chẳng hề cảm thấy sợ hãi trước tội ác mình vừa gây ra. Còn tôi thì bàng hoàng lẫn lo sợ, hàng ti tỉ những suy nghĩ dâng lên trong đầu lúc này tôi chưa biết phải làm gì. Trong đầu của tôi mường tượng ra được nỗi đau khổ mà cô gái kia phải chịu, mà sau khi chết rồi còn bị tên sát nhân máu lạnh kia phân xác thành từng mảnh nhỏ. Phải làm sao đây? Tôi rón rén nhẹ nhàng như một con mèo bò từ vị trí trước lỗ tôn, cố gắng để không gây ra tiếng động mạnh. Vì căn gác xếp được đóng bằng gỗ, mỗi khi di chuyển sẽ gây ra tiếng kêu lớn. Bởi tôi sợ tên sát nhân kia phát hiện ra, lúc ấy sẽ chưa biết chuyện gì có thể xảy ra. Một nỗi sợ hãi vô hình nổi lên trong tâm trí. Suốt cả một đêm đó tôi không ngủ được, phải đến gần sáng mới nhắm được mắt một chút. Trong lòng của tôi có dự định sẽ báo công an. Thế nhưng không phải là lúc này, vì đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng, vì Khoa Mặt Dỗ để tên sát nhân vô cùng nguy hiểm. Nhưng tôi cũng lo lắng lắm, chỉ sợ các biết được sẽ trả thù mình. Ở hoàn cảnh của tôi có lẽ ai cũng sẽ hành động như vậy mà thôi. Mặc dù chứng kiến từ đầu cảnh gã phân xác cô gái, nhưng muốn báo công an thì cũng phải có quy trình. Với lại Khoa Mặt Dỗ đàn em của gã cũng nhiều như quân nguyên, nhớ đầu... Có ai không? Làm ơn, cứu tôi với. Một cô gái gương mặt hoảng loạn đang nhìn về kẻ trước mặt mình bật khóc cầu cứu. Tao bảo mày rồi, ngoan ngoãn tiếp khách đi, có phải đỡ đau khổ không? Tại sao không nghe lời hả? Đối diện với cô gái là một gã đàn ông, gương mặt mang theo và bực tức. Đây chính là Khoa Mặt Dỗ. Cái đang nhìn toàn bộ thân hình cô gái đáng thương, ngồi co ro trong góc phòng đánh giá. Gã vừa hãm hiếp cô gái này, chẳng hiểu sao Khoa Mặt Dỗ vẫn không thấy vui. Không, có chết thì cũng không nghe lời anh, tôi xin anh tha cho tôi. Vẫn còn ngoan cố hả? Sao thằng Hưng nói mày vẫn còn nguyên tem? Mà tao test thử rồi, có phải mày đã quan hệ với đàn ông rồi phải không? Con mẹ nó dám lừa cả bố mày. Gã gần giọng vẻ bực tức, bởi vì cô gái này gã đã phải bỏ ra một số tiền khá lớn để mua về, tìm một tên mà cô khác. Sao? Anh Hưng lại làm thế? Thằng Hưng nào?
Có phải là cái thằng có mái tóc dài nghệ sĩ không? Cô gái gật đầu trong đôi mắt đẹp đang ẩn ực nước, nhìn kẻ này dường như không muốn tin tất cả những sự việc này là thật. Hưng Tuấn thanh thản, nó thì nhiều tên lắm. Nó là một đứa lừa đảo chuyên nghiệp, đừng nhìn vào về bề ngoài đẹp mã thư sinh của nó mà tin. Quả đúng là đẹp trai cũng có lợi thế thật đấy. Con gái bây giờ thật là dễ dụ. Bất ngờ chứ cô em? Ngay đến đây cô gái hoàn toàn thất vọng. Cô thật không ngờ rằng người mà cô hết mực tin tưởng lại nỡ lòng mang cô đi bán vật động quỷ. Đã hai hôm nay cô cố gắng muốn bỏ trốn nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Đối mặt với xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo. Cô nhớ lại thời điểm trước đó. Đang học răng giờ cấp 3, cô quen với một chàng trai với một vẻ ngoài lãng tử đẹp trai không khóc chết. Anh nói nhẹ nhàng dễ nghe với mái tóc dài đầy chất nghệ sĩ. Sau vài lần hẹn hò cô yêu gã lúc nào chẳng hay. Phải hôm trước gã rủ cô đi chơi, lúc đưa cô chai nước uống xong, khi tỉnh lại đã thấy mình bị mấy tên bắt về đây. Không, khốn nạn, chúng mày đều là đồ khốn nạn. Cô chết ta không bao giờ làm việc cho tụi mày, con chó đẻ. Lúc này bao nhiêu phẫn uất cùng với tuổi hận dâng lên trong lòng, niềm tin bị đánh mất, lại thêm việc bị kẻ này hãm hiếp một cách cuồng bạo, làm cô gái đau đớn nhục nhã. Giống như con thú hoang, cô gái điên cuồng chỉ rủa qua mặt dỗ. Câm mồm! Mày biết tao phải bỏ bao tiền mới mang được mày về đây không? 20 triệu đấy. Con mẹ nó là 20 triệu đấy. Mơ một cô gái còn trinh nguyên. Nhưng mày đã chẳng còn, tao bị lừa. Mày mới là đứa khốn nạn. Khoa mặt dỗ nghe cô gái kia chửi rủa mình thì bực tức. Đường đường là một tin giang hồ có số má. Ấy vậy mà lại bị cô gái vắt mũi chưa sạch chửi rủa, đâm ra gã cày cú. Nhân viên giấy chứng của gã ở đây, ai chẳng là gái giang hồ, ấy vậy mà vẫn phải nghe theo lời của gã giám sát. Vậy mà con bé này nó là cái thá gì? Vừa bị đánh đau vừa hoảng sợ, cô gái vùng lên muốn bỏ chạy ra ngoài, nhưng lập tức bị khoa mặt dỗ túm tay kéo lại. Đầu của cô đập mạnh vào tường, sẵn bà máu sáu cơn vì nghĩ mình bị lừa, cho nên gã đã liên tiếp đấm đá vào người cô gái đáng thương, vừa đấm đá gã vừa chửi. Mất tiền mua mâm bố mày cũng phải đâm cho thùng. Tao sẽ cho mày chết. Con mẹ nó trả lại 20 triệu cho tao. Vì mày tao mới phải chi ra ngần ấy tiền. Thế tao cần là trinh tiết của một cô gái, chứ chẳng cần một con đàn bà. Cả cái thằng chó tóc dài kia, mày cũng phải trả giá cho việc dám lừa dối tao. Cô gái trẻ tội nghiệp chẳng thể ngờ được rằng mình đã rơi vào tay của một tên giang hồ, tính tình cục xúc và đang sống trên thân xác của đàn bà. Hay nói đúng hơn là chẳng còn một chút nhân tính nào nữa, là ác quỷ thì đúng hơn. Đến khi mà đấm đá chắn tay, gã thấy cô gái không còn phản ứng, khoa mặt dỗ mới dừng tay. Thấy cô gái đã chết, gã liền kéo xác cô này vào trong một số nhà. Sau đó liên bảo với nhân viên là có việc đột xuất cho nhân viên nghỉ vài hôm. Đây có lẽ là việc làm tốt nhất của tên này, bởi vì xưa nay gã nổi tiếng là một tú ông ki bo kẹt xỉn, mục đích là kiếm tiền. Cũng chẳng cần quan tâm đến các cô gái đồng ý hay không. Chẳng ai biết được rằng cô gái trẻ mới mang về đã bị sát hại. Mục đích cho nhân viên nghỉ mấy hôm nay là để phi tang xác chết mà thôi. Trong giấc ngủ mệt mỏi chập chờn, tôi như được chứng kiến tất cả mọi chuyện từ đầu. Chẳng biết vì sao lúc rạng sáng tôi nghe rõ ràng có tiếng gọi thì thào bên tai. Giọng nói âm u lạnh lẽo và đau khổ đến cùng cực. Giọng nói này đúng là của cô gái xinh đẹp mấy hôm trước tôi nhìn thấy khi bị ép vào quán massage của khoa mặt dỗ. Anh ơi, làm ơn báo tin gia đình tôi. Tôi bị kẻ xấu hãm hại. Tôi chết rồi, chết thảm lắm. Hình như bạn ấy anh vừa thấy nó là thật. Tôi đã bị giết chết ngay từ hôm đến đây. Xác thân của tôi nó ném thả xuống dòng sông. Tôi có cảm giác như có một vài bóng trắng đang đứng ngay sát cạnh mình. Nhiệt độ chung quanh có một cảm giác tụt đến hàng chục độ. Rõ ràng đang là mùa hè nóng nực, ấy vậy mà bây giờ lại trở nên rét đến phát run. Tôi ú ớ giấy giụa cố gắng thoát khỏi giấc mơ kỳ quái, nhưng chẳng thể, bởi vì ngay lúc này tôi đang đứng đối diện cô ta. Gương mặt tái nhợt không một tí huyết sắc nào, cả vẻ đau khổ tột cùng. Tôi hét lên phải nói như thế nào, bởi vì những hình ảnh mình vừa nhìn thấy lúc trước quá kinh khủng. Nhưng mà tại sao cô ta lại biết tôi nhìn thấy? Hay cô ta biết tôi nhìn lén? Anh đừng có ngạc nhiên. Ngay từ khi nhìn anh tôi nhận ra anh không phải người xấu.
Tuy anh có hơi dâm tiện, bị ổi vô liêm sỉ, hèn mọn một chút, nhưng anh vẫn còn hơn lũ ác nhân ghê tởm độc ác sống trên thân xác của đàn bà. Tôi van anh, năn nỉ anh, hãy giúp tôi. Giúp cô, tôi biết giúp thế nào. Đứng trước những câu nói chẳng biết khen hay chê của hồn ma cô gái, tôi sững sờ. Có lẽ cô ta bảo tôi hèn mọn vô liêm sỉ là do tôi hay nhìn trộm. Quả thật là khi nghe cô ta nói vậy, tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào. Anh chỉ cần đến địa chỉ này, nói bố mẹ tôi đã chết, họ sẽ tự biết cách giải quyết. Họ cũng không để anh phải chịu liên lụy. Bố mẹ tôi đều là người hiểu chuyện. Anh cũng chẳng cần phải gặp họ làm gì, chỉ cần treo vật này ở cổng họ khắc biết. Tôi cầu xin anh. Thế sao cô không tự liên hệ với họ? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có uẩn khúc gì sao? Tôi mà liên hệ được, tôi đã chẳng phải nhờ anh. Vì tôi mới chết chưa lâu nên chẳng thể rời khỏi nơi đây. Với lại tôi còn phải làm một số chuyện nữa. Tôi cảm nhận được trong lời nói này của hồn ma cô gái có một sự hận thù làm tôi rét run. Sau đó hồn ma cô gái đọc cho tôi địa chỉ nhà cô ta. Nhà tôi đưa một cái túi nhỏ chẳng biết đựng gì bên trong. Dưới sự ép buộc của cô ta, tôi đành phải nhận lời. Có vẻ như nếu tôi không nhận lời giúp đỡ, chắc chắn cô ta chẳng bỏ đi. Với lại tôi tuy không nhận mình là người tốt, nhưng cũng không đến mức quá cạn tàu giáo máng như vậy. Hơn nữa cô ta lại là một hồn ma, lén phén cô ta về bóp cổ bỏ mẹ. Tôi vẫn còn yêu đời, vẫn chưa biết mùi đời. Nếu chẳng may mà toang mà bung, cô ta hại tôi thật, thì có lẽ tôi sẽ thiệt thòi lớn. Thế tôi đồng ý, hồn ma cô gái liền biến mất. Trước khi biến mất, cô ta còn nói một câu khiến tôi sờn cả da gà. Anh có vẻ như là người tốt, nhưng bất cái tính dâm dề đi tiện đi thì tốt hơn. Cái gì cũng không tốt đâu. Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận, vô sĩ đổi bại. Hồn ma của cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó từ từ hòa tan vào không khí. Tôi vùng dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn quanh quần, hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ gì lại thật như vậy? Mà sao cô ta lại bảo tôi là liêm sĩ đổi bại? Thằng con trai nào mới lớn chẳng tò mò về giới tính, nhưng vấn đề sinh lý đó cũng là điều hết sức bình thường. Hay cô ta là người đã chết, cho nên mà thôi, khó quá thì bỏ qua, kệ mẹ nó đến đâu thì đến, rồi sao mình cũng chẳng làm gì sai. Lúc này tôi đang lâm vào một trạng thái hoang mang khó diễn tả được bằng lời. Nhưng những hình ảnh về giấc mơ kỳ quái về khoa mặt dỗ, thực sự cho đến khi đó vẫn còn cảm thấy kinh khủng. Lẽ nào tất cả chỉ là giấc mơ? Nhưng giấc mơ gì lại chân thật đến mức độ như vậy? Trần mắt của tôi hướng về chỗ một vật ở ngay cạnh chỗ nằm. Cả người của tôi sững sờ. Đây chính là đồ vật mà cô gái trong giấc mơ nãy đưa cho tôi. Một cảm giác rùng mình len lỏi khắp toàn thân, giống như có một luồng điện chạy qua người vậy. Đây lẽ nào là sự thật? Ngay lập tức tôi tiến lại cái lỗ nhòm qua một lần nữa. Bên trong hoàn toàn tối thui, chẳng hề thấy gì cả, giống như ai đó đã bị bịt lại vậy. Thôi chết mẹ rồi, thế thì bên trong căn nhà chắc chắn có người. Vì tối hôm qua tôi thấy vẫn bật điện, mà lúc ban chiều bên ngoài vẫn khóa cửa. Điều này chắc chắn vì cửa hàng cầm đồ nằm ngay sát quán massage, nếu thế thì toi mẹ rồi. Lẽ nào lão khoa mặt dỗ kia biết tôi lúc trước nhìn lén cho nên bịt lỗ này lại? Nhưng sao hồn mà cô gái kia lại bảo đã bị lão ta giết chết ngay từ ngày đầu tiên về quán? Hình ảnh tôi thấy trước đó là cô ta cố tình để tôi nhìn thấy. Lẽ nào bên trong còn có một kẻ khác nữa sao? Mọi chuyện với tôi bây giờ đúng là rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì. Đành cầm cái túi màu đỏ cô gái kia đưa cho, rồi bảo tôi mang về nhà cho bố mẹ cô ấy. Định mở túi kiểm tra nhưng nhớ lại lời cô ấy dặn dò không được phép mở ra. Và cũng không cần thiết gặp mặt họ, chỉ cần treo ở cổng nhà là họ tự biết. Lẽ nào còn có uẩn khúc gì sao? Tôi đợi trời sáng hẳn thì mới dắt chiếc xe Dream 9 ra ngoài, không quên liếc mắt nhìn sang nhà lão khoa mặt dỗ bên kia đường, thấy vẫn đóng im. Bên ngoài được khóa bằng một chiếc khóa rất lớn. Lúc này cũng chẳng có ai ở đây, đường xá rất vắng vẻ, chỉ thoảng chỉ có một hai chiếc xe tải chạy vụt qua. Tôi đã quyết định làm theo lời cô gái kia. Phi một mạch lên đúng địa chỉ nhà cô gái đã chỉ. Đây là một căn nhà khá lớn,
Nhưng nhìn bên ngoài có một cảm giác gì đó khó tả. Nó vừa toát lên một vẻ âm u huyền bí, lại rất cổ kính quyền lực. Hỏi ra mới biết đây chính là nhà của một người giữ chức vụ rất to. Treo chiếc vòng ở cánh cửa, tôi cũng chẳng biết phải làm gì mà chỉ đứng từ xa quan sát. Khoảng một lúc sau có người đi ra mở cửa, hình như đó là người giúp việc. Khi nhìn thấy chiếc túi này, bà ta nhanh chóng cầm đi vào nhà. Lúc bấy giờ tôi mới an tâm đi về. Nhưng nói thật tôi vẫn sợ, bởi cứ nghĩ đến cảnh tượng lão Khoa cầm con dao chặt xác cô gái làm nhiều mảnh cho vào túi ni lông thì tôi cũng cảm thấy rùng mình. Sao trên đời này lại có kẻ ác nhân kinh khủng đến như vậy? Nhưng bây giờ cũng chẳng biết làm gì. Bây giờ có nên báo công an hay không? Nhưng cũng chẳng có bằng chứng. Chẳng nhẽ nói là mình nằm mơ thấy. Đúng là trò hề. Mà chú gì đang đi du lịch nước ngoài thì cũng không dám nói chuyện này với ai. Về quán cầm đồ thì sợ phải chạm mặt với tên sát nhân, cho nên đành lang thang ở nhà người quen, đợi chú gì đi chơi về rồi tính tiếp. Trước mắt cứ phải lo cho sự an nguy của bản thân trước đã. Quán cầm đồ của tôi tạm thời đóng cửa vài hôm, khách hứa điện cũng không tiếp, mọi giao dịch đều dừng lại để nghe ngóng. Vài hôm sau tôi đang ngồi tại nhà một người quen thì bỗng giật mình nghe thấy một tiếng giật gân. Báo đê, phát hiện một túi ni lông chứa một phần thi thể của cô gái dưới dòng sông. Xác của hai người nam giới chết trong quán massage, hết sức kinh hoàng. Có phải hồn ma cô gái quay lại báo thù chủ quán massage gây cái chết cho cô ấy? Tội ác nào đã diễn ra? Mua đi, tin tức chấn động, mua đi. Tiếng giao báo làm cho tôi tò mò, liền gọi lại mua một tờ. Đọc sơ qua nội dung có người vớt xác dưới sông, phát hiện có nhiều chiếc túi ni lông đen trôi dưới sông. Tò mò vớt lên rồi tá hỏa khi phát hiện ra bên trong là một phần thi thể người, lập tức đi báo công an. Sau đó cơ quan cũng phát hiện ra hai thi thể nam giới trong quán massage. Một là tên chủ quán, một tên là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Điều kỳ lạ là cái chết của hai kẻ này rất bí hiểm, dường như trước khi chết chúng đã phải chịu đựng một sự tra tấn dày vò kinh khủng. Còn tôi đã biết ai đã ra tay, thậm chí biết chính cô ta đã bắt kẻ bán cô vì chịu tội. Mấy cô nhân viên quán massage cũng bị triệu tập, sau đó được đưa đi trại phục hồi nhân phẩm, trong đó có cả chị Hoa. Cửa hàng cầm đồ đó chú gì tôi cũng bán cho người chủ mới, bởi vì sợ. Riêng tôi kể từ ngày đó thì cũng không gặp lại cô gái ấy nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.